Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, ăn hỏi dạm ngõ là thủ tục quan trọng trong việc kết hôn. Vì thế, xem ngày ăn hỏi dạm ngõ cũng quan trọng không kém ngày cưới. Thông thường, ngày ăn hỏi dạm ngõ hay còn chọn cùng với ngày cưới. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp phải chọn ngày ăn hỏi dạm ngõ riêng. Trước khi bước vào ngày vu quy, bạn nên tham khảo cách xem ngày ăn hỏi dạm ngõ theo tuổi vợ chồng chuẩn nhất để cuộc sống hôn nhân sau này thuận lợi, hạnh phúc, ít sóng gió. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những ngày ăn hỏi dạm ngõ tốt nhất trong tháng 2 âm lịch. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 2 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 2. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây chuẩn bị cho công tác ăn hỏi dạm ngõ được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn được ngày tốt ăn hỏi dạm ngõ, đầu tiên ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm những ngày tốt nhất để tiến hành công việc ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 2 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư, tự chọn cho mình những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương, ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày ăn hỏi dạm ngõ phải đáp ứng các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ ăn hỏi dạm ngõ: sát chủ, thụ tử, tăng nương, nguyệt kỵ, vãng vong, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, trực mãn, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sư, đại thời, tứ kỵ, tránh tứ phế, tử cùng, ngũ ly, bát chuyên và ngũ mộ. 2. Ngày hợp ăn hỏi dạm ngõ: thiên nguyện, dân nhật, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, thiên hỷ, lục hợp và ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày, tìm những ngày tốt nhất ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 2 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 2 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn những ngày tốt nhất trong tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 dương lịch đến 21 tháng 3 dương lịch năm 2023. Tháng 2 là tháng Ất Mão, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Kỷ Dậu, ngày 30 là ngày Mậu Dần. Trong tháng 2 âm lịch có hai tiết khí là Kinh Chập và Xuân Phân. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 2 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ là ngày Sửu và ngày Tý, bao gồm mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý, 28 Bính Tý, mùng 5 Quý Sửu, 17 Ất Sửu và 29 Đinh Sửu. Đây là những ngày xấu không nên dùng vào việc gì. 2. Ngày thụ tử là những ngày Thìn. Có 2 ngày là mùng 8 Bính Thìn và 20 Mậu Thìn. 2 ngày này cũng kiêng không làm việc gì. 3. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày. Mùng 3 Tân Hợi, mùng 7 Ất Mão, 13 Tân Dậu, 18 Bính Dần, 22 Canh Ngọ và cuối cùng 27 Ất Hợi. Đó là 6 ngày tam nương cần tránh, kiêng kỵ mọi việc. 4. Ngày nguyệt kỵ bao gồm mùng 5 Quý Sửu, 14 Nhâm Tuất và cuối cùng 23 Tân Mùi. Đây là 3 ngày cực xấu và kiêng mọi việc. 5. Ngày vãng vong là những ngày tỵ, mùng 9 Đinh Tỵ và 21 Kỷ Tỵ. 6. Ngày dương công kỵ là ngày 11 Kỷ Mùi. 7. Ngày trực kiến là ngày Mão, mùng 7 Ất Mão và 19 Đinh Mão. 8. Ngày trực phá là những ngày Dậu, mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu. 9. Ngày trực bình là những ngày Ngọ, mùng 10 Mậu Ngọ và 22 Canh Ngọ. 10. Ngày trực thâu là những ngày Tý, mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý và 28 Bính Tý.
11. Ngày trực bế là những ngày Dần, 18 Bính Dần, mùng 6 Giáp Dần và 30 Mậu Dần. 12. Ngày trực mãn là các ngày Tỵ, mùng 9 Đinh Tỵ và 21 Kỷ Tỵ. 13. Ngày kiếp sát là những ngày Thân, 12 Canh Thân và 24 Nhâm Thân. 14. Ngày tai sát là những ngày Dậu, mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu. 15. Ngày nguyệt sát là những ngày Tuất, mùng 2 Canh Tuất và 14 Nhâm Tuất. 16. Ngày nguyệt hình là những ngày Tý, mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý và 28 Bính Tý. 17. Ngày nguyệt hại là các ngày Thìn, mùng 8 Bính Thìn và 20 Mậu Thìn. 18. Ngày nguyệt yểm, trong tháng 2, ngày nguyệt yểm là các ngày Dậu, mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu và 25 Quý Dậu. 9. Ngày thiên sứ là các ngày Tý, mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý và 28 Bính Tý. 20. Ngày đại thời là ngày Tuất, bao gồm mùng 2 Canh Tuất và 14 Nhâm Tuất. 21. Ngày tứ kỵ là ngày 16 Giáp Tý. 22. Ngày tránh tứ phế là ngày 12 Canh Thân và 13 Tân Dậu. 23. Ngày tứ cùng là ngày 27 Ất Hợi. 24. Ngày ngũ ly bao gồm mùng 6 Giáp Dần, mùng 7 Ất Mão, mùng 9 Đinh Tỵ, 20 Mậu Thìn, 11 Kỷ Mùi, 12 Canh Thân, 13 Tân Dậu, mùng 4 Nhâm Tý và 15 Quý Hợi. 25. Ngày bát chuyên là ngày 11 Kỷ Mùi, 12 Canh Thân, mùng 6 Giáp Dần, mùng 5 Quý Sửu. 26. Ngày ngũ mộ, tháng 2 năm 2023 âm lịch không có ngày này. Đó là 26 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ngày tốt để thực hiện công việc ăn hỏi, dạm ngõ cho hanh thông và thuận lợi. Sau khi loại bỏ những hung tinh, ta xét cát tinh để tìm những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 27. Ngày thiên nguyện là ngày mùng 2 Canh Tuất, là ngày nguyệt sát, đại thời, nhiều hung tinh và không nên dùng. 28. Ngày dân nhật là ngày ngọ, bao gồm 22 canh ngọ là ngày tam nương, không được dùng. Mùng 10 mậu ngọ, tuy trùng ngày trực bình nhưng cũng có nhiều cát tinh, có thể ăn hỏi, dạm ngõ vào ngày này. 29. Ngày thiên đức là các ngày thân, 12 canh thân, 24 nhâm thân. Ngày này là ngày kiếp sát, đại hung, đại kỵ, khởi sự mọi việc. 30. Ngày thiên đức hợp là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 9 Đinh Tỵ, 21 Kỷ Tỵ. Ngày Tỵ là ngày vãng vong, ngày trực mãn, rất nhiều hung tinh và không thể dùng được. 31. Ngày nguyệt đức là các ngày Giáp, bao gồm mùng 6 Giáp Dần, 26 Giáp Tuất, chứa rất nhiều hung tinh và không dùng được. 16 Giáp Tý là ngày sát chủ, tuyệt đối không ăn hỏi dạm ngõ vào ngày này. 32. Ngày nguyệt đức hợp là những ngày Kỷ, mùng 1 Kỷ Dậu là ngày nguyệt phá, 21 Kỷ Tỵ là ngày vãng vong, 11 Kỷ Mùi trùng ngày Dương Công Kỵ, tốt nhất không dùng 3 ngày này. 33. Ngày thiên xá là ngày 30 Mậu Dần là ngày tốt thứ cát. 34. Ngày nguyệt ân là những ngày Đinh, mùng 9 Đinh Tỵ nhiều hung tinh, 29 Đinh Sửu là ngày sát chủ, hai ngày này không dùng được, ngày 19 Đinh Mão là ngày tốt. 35. Ngày tứ tướng là ngày Bính, ngày Đinh. Các ngày Đinh đã xét ở trên. Ngày Bính có các ngày mùng 8 Bính Thìn là ngày Thụ Tử, 18 Bính Dần là ngày Tam Nương, 28 Bính Tý là ngày Sát Chủ, tuyệt đối không ăn hỏi, dạm ngõ vào 3 ngày này. 36. Ngày Thời Đức là những ngày ngọ, bao gồm 22 canh ngọ là ngày Tam Nương rất xấu, mùng 10 Mậu Ngọ là ngày tốt. 37. Ngày Tam Hợp là các ngày Hợi, Mùi, bao gồm mùng 3 Tân Hợi, 27 Ất Hợi là ngày Tam Nương không nên chọn, 15 Quý Hợi là ngày tốt để ăn hỏi, dạm ngõ, 11 Kỷ Mùi là ngày Dương Công Kỵ, 23 Ngày Nguyệt Kỵ đều là những ngày xấu không nên dùng. 38. Ngày Thiên Hỷ là ngày Hợi đã xét ở trên. Như vậy là chúng ta đã dựa vào 38 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư. Như vậy là chúng ta đã dựa vào 38 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn những ngày tốt ăn hỏi, dạm ngõ trong tháng 2 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch cho việc ăn hỏi, dạm ngõ. Sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt ăn hỏi, dạm ngõ trong tháng 2 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với những ngày tốt này. Ngày 30 Mậu Dần kỵ những người tuổi Thân, hợp người tuổi Hợi, Ngọ, Tuất và những người có thiên can là Quý. Ngày mùng 10 Mậu Ngọ kỵ những người tuổi Tý, hợp người tuổi Mùi, Dần, Tuất và những người có thiên can là Quý. Ngày 15 Quý Hợi kỵ người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can là Mậu. Ngày 19 Đinh Mão kỵ người tuổi Tỵ, hợp người tuổi Dần, Mão, Mùi và những người có thiên can là Nhâm. Đó là 3 ngày cát lành ăn hỏi, dạm ngõ trong tháng 2 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc hanh thông và thuận lợi. Hy vọng là qua video này quý vị lựa chọn cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại 0989349119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!